Rồi bây giờ hai bên ngồi cách có cái hàng rào tình yêu thôi, mình nói lớn lên cho nghe nha. Dạ. Rồi mời em trai giới thiệu về mình đi. Em tên là Nguyễn Xuân Thoại, sinh 1984, vừa ở Bình Định. Ở đâu, huyện nào? Ở Phù Mỹ, nghề nghiệp về ngành cơ khí ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể em làm gì? Vận động xe đầu kéo container ở đây đó anh. Em vô đây lâu chưa? Em vô được gần 10 năm rồi. 10 năm. Ở đâu? Tạm trú em ở đường Nguyễn Xuân Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ở tạm trú. Dạ. Yeah. Ở trọ đó hả? Dạ. Yeah. Ở với ai? Em ở con mình này. Ở một mình. Rồi, nhà gái nghe rõ chưa? Rồi mời nhà gái. Ngoại làm cơ khí nha. Dạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em tên là Nguyễn Thị Kim Phụng. Em sinh năm 1989. Em đang ở huyện Nhà Bè. Em làm công việc gì? Dạ em đang làm công việc giúp việc theo giờ. Quê mình ở đâu? Quê Phụng? Đâu? Dạ quê em ở Sóc Trăng. Huyện nào? Dạ Mỹ Xuyên. À Mỹ Xuyên. Em trai Thoại nói cho nhà gái biết điểm mạnh điểm yếu của em đi. Điểm mạnh của em thì vui vẻ, hòa đồng. Điểm yếu của em thì chung là làm công việc thì cũng được, nhưng mình hơi chậm tí thôi. Cái gì cũng chậm hết hả? Dạ. Yeah. Chậm là do mình kỹ quá mà mình chậm hay sao? Chậm chứ không phải là kỹ. Ăn có chậm không? Không. Tắm có chậm không? Không. Nhậu có chậm không? Dạ yeah, không anh. Không luôn đúng không? Vậy là đâu có chậm. Vậy là chậm trong cái gì nè? Yêu chậm hả? Yêu thì do hồi trước của em cũng có hai mối tình rồi, nhưng mà mình quen người ta thì người ta lại có chồng. Vậy là yêu chậm rồi ông ơi. Vậy là yêu chậm rồi ông ơi. Không có dám tiến tới hay sao? Ý là mình cũng tiến tới với mà đỡ hẹn tháng nói. Rồi tháng nói họ đi có chồng. Vậy là chậm em, rồi. Em cũng biết nó sao nữa. Mình hẹn chậm quá ta đi lấy chồng rồi. Chậm quá người ta đi lấy chồng. Thôi bên nhà trai tôi á là có một số vấn đề chậm ha. Mong rằng á là nhà gái thông cảm nha. Rồi nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Dạ ưu điểm em cũng vui vẻ, hòa đồng, mà biết quan tâm và biết nấu ăn. Điểm yếu em không biết ca hát. Phải biết ca hát không? Em hát bài gì cũng được khi mà hát ít thôi. Hát thử ít đoạn thử coi chậm không? Duyên phận được không anh? Được. Duyên phận vô. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhưng vợ tương ai mẹ sống như sông ngần đường dài. Đúng nhịp mà có chậm đâu. Tôi thông báo nhờ cô gái của chúng tôi là tề gia nội trợ là đầy đủ nha. Tại vì làm công việc giúp việc theo giờ là rất là giỏi trong cái việc nội trợ đó. Được không? Không. Không. Rồi bây giờ nói sơ sơ cho Ngọc Lan biết là anh bao nhiêu mối tình rồi đi. À, em nghĩ em nói cỡ hai mối đình cỡ hai mối. Nghĩ cỡ hai mối rồi hả? Do hồi trước về đi đến rồi em về rồi về nhà em một mối coi như là cũng quen rồi, đỡ đám cưới á, và coi như mình cũng quan tâm người ta rồi mình đỡ đấy, rồi ở nhà nó đi quen người khác. Và một mối thứ hai cũng vậy thôi, cũng nói mà sao họ đi có chồng nữa. Tôi quen ta tự sao nhiên để đó. Đâu mình đỡ sắp xếp công việc rồi, mắng rồi. Chứ không phải là không sắp xếp rồi đúng không? Dạ đúng nhưng rồi. Nhưng mà chưa kịp cưới người khác cưới đúng không? Nó chậm đó, mai mốt cái mối này là phải lẹ lẹ làm lên. Làm liền ha. Yeah, yeah. Làm liền luôn ha. Rồi tôi qua tôi coi nhà gái coi sao nha. Chào cô gái Sóc Trăng. Mình lên thành phố lâu chưa em? Dạ em lên được mười mấy năm. Mười mấy năm. Ở dạ. Đây với ai? Dạ em ở một mình. À, bên kia cũng ở mình, bên đây cũng ở mình. Bây giờ nếu hợp cái hai mình về ở chung, dạ. Đường tình duyên mình sao vậy em? Dạ em ly hôn, em có một bé. Ừ, lớn chưa? Dạ bé học cấp 3 rồi. Vậy lớn rồi con trai con gái? Dạ con gái. Giờ ở với ai? Dạ bé đang ở với ba. Thì bao lâu mới gặp con gái một lần? Hè thì bé lên đây chơi mấy tháng rồi bé về quê học. Hoặc là Tết về quê gặp bé. Em chia tay với ông xã lâu chưa? Dạ, dạ mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi? Dạ. Vẫn một mình như vậy hả? Em cũng có quen, cũng có tìm hiểu, nhưng mà không có hợp á. Nhà gái bên đây là lỡ chuyến đò rồi, nhà trai thấy sao? Thấy sao? Có được không? Được, không sao hết. Không vấn đề gì đúng không? Dạ, không có vấn đề gì hết. À. Miễn sao là bạn gái vui vẻ hòa đồng. Vui vẻ hòa đồng là được đúng không? Dạ, vui vẻ hòa đồng được. Em gái bên đây hiền á, mười mấy năm một mình thui thủi về em gái hả? Mấy năm trước thì em có nuôi bé, em ở với bé và qua cấp 3 thì bé mới về quê. À, dạ. Vậy lúc trước có bé đúng không? Dạ. Bây giờ bé cũng cấp 3 rồi, cũng khỏe rồi, nó lớn rồi. Mình phải lo hạnh phúc cho riêng mình đi em hai. Dạ. Phải. Dạ. Ví dụ giờ em lấy vợ về ở đâu? Ở dưới quê cũng được, hoặc là ở trong phố Sài Gòn cũng được, tùy theo phía bên vợ. Tùy theo à, tùy mình dự ở quê thì em làm nghề cũng được, muốn ở đây cũng được, tùy theo bên vợ. Thì vợ ở nhà bè cũng đang ở thuê. Dạ, cũng vậy.
Em cũng ở ở Thơ chứ mà cũng em ở thuê. Dạ. Hai bạn về ở thuê một nhà thôi. Đỡ nó đỡ tốn tiền. Dạ. Mình dành dụm mình mua cái căn nhà chung cư gì đó, nhà ở xã hội đó, nếu mà được cưới nhanh để mình mua liền cái nhà ở xã hội. Mình gom góp chừng vài trăm là đủ mua nhà rồi. Nhắm thấy được không thoại? Trẻ đấy thì mình nhắm nói được sao không được. Được đúng không? Dạ. Như giờ ở nhà bè cũng được mà ở Thủ Đức cũng được đúng không? Dạ. Rồi bây giờ là anh mong muốn anh có một người vợ như thế nào nè? Vui vẻ hòa đồng rồi gì vui nữa? Vui vẻ hòa đồng tiền anh thôi. Em gái, em muốn lấy một người chồng như thế nào? Dạ, em muốn một người chân thành, thương em, sạch sẽ và không hút thuốc. Có hút thuốc không? Em đâu hút thuốc đâu. Lâu lâu thì uống một hai con chứ không đâu có dâu dục tao với. Không đâu có hút thuốc không? Em đâu có hút thuốc đâu. Người ngát luôn đúng không? Nhưng mà sạch sẽ là không ở dơ hay là... Ăn bận gọn gàng với lại sạch sẽ, không bê bối. Mà không bê bối đúng không? Dạ. Được không Thoại? Được. Sạch sẽ không? Sạch sẽ. Không bê bối ha? Không bê bối thì mình phải tạo điều kiện thì mình làm hoàn thành công việc thôi. À rồi. Đây là lúc mà làm cơ khí á, thì nó sẽ hơi dơ xíu nha. Nhưng mà về gặp vợ sạch sẽ được rồi hả? Được rồi. Hồi trước thì em cũng có chồng làm về cửa sắt. Em thấy sao? Em cũng ngại về nghề làm mà bên cơ khí làm sắt. Nếu như làm cái đó thì cũng được, nhưng mà về sạch sẽ là được. Em thấy bạn nam là tự biết chăm sóc cho mình. Có điều gì em không thích nữa không? Đừng ghen. Tại vì trước đây em có chồng, vì chồng rất là ghen, đánh em. Đánh em. Trời ơi. Thì dạ. Có sao khổ. Nhưng mà em không muốn đàn ông vũ phu à. Phải có không? Không có. Có đánh phụ nữ không? Không có, mình thương nhưng mà không có đánh. Hai bên cũng phù hợp với nhau đó. Bây giờ mình hỏi người thân xong mình gặp mặt nha. Đúng rồi, anh đi với ai? Em đi do con mình hay nhờ chương trình tự giúp á. Rồi, có anh Linh. Anh là quê Bình Định luôn mà. Vợ anh ơi. Rồi, cô gái chúng ta đi với ai nào? Dạ, em đi một mình. Một mình. Rồi, có chị Lan. Hy vọng rằng hôm nay không còn một mình nữa mà hai bạn sẽ về có hai mình. Mở rào. Bắt đầu thoải mái lên thật lại nha. Dạ. Tặng gì nói bạn gái nghe luôn. À, con gấu. Tặng gấu con gấu. Ừ, nói luôn nha. Tại sao tặng con gấu? Rồi. Tiến tới. Em là anh không quà anh tặng con gấu. Em cảm ơn. Em là gấu của em cũng quên để em tặng quà cho anh sao. Đứng đó luôn đi. Em nhìn kỹ Thoại coi. Thấy sạch sẽ không? Dạ, sạch sẽ. Bê bối không? Dạ, không. Được không? Dạ, được. Cũng đẹp trai lắm á. Hiền lành luôn. Người Bình Định thật thà, chất phác, hiền lành lắm. Rồi, hai bạn chị đây ngồi đi nào. Chị thấy em có cái thư đó, em có muốn đưa cho bạn trai liền không? Dạ, hay là cuối chương trình? Dạ, để em tự đọc. Rồi nè. Thoại thấy cô gái sao? Đây. Thiên lành mẹ dễ thương. Cảm ơn anh. Một tuần thì khi nào rảnh thì em cho cơ hội anh đến tới hôn nhân. Gì, mới con tuần đó hôn nhân? Đâu, đi đến... Đưa đi chơi. Đi chơi. Khi do anh ở xe á. Để cho anh gặp một hai lần cũng được. Tại lâu lâu thì anh cũng bận công việc ấy. Dạ. Chứ không phải đi nhiều. Em ở Sóc Trăng thì đường đó thì anh cũng biết. Không, ở em đang nhà bè. Ở huyện nhà bè. Quê là Sóc Trăng thôi. Nhà bè Thủ Đức rất là gần luôn. Không? Biết. Thuận lợi chưa Thoại? À, thuận lợi. Bạn gái thích đi chơi ở đâu hay không? Đi chơi ở đâu cũng được anh. Rồi. Đi cà phê hay là đi đâu đó chơi. Chừng đó thì để mình coi cho cơ hội mình... Đón hẹn hò rồi mình đi chơi. Dạ. Em ở xã nào nhà bè? Dạ, xã Nhân Đức. Em có biết xã Nhân Đức không Thoại? À, không, do em không biết được. Em biết đường Nguyễn Nhân Linh không? Em biết Phú Mỹ Hưng không? Biết thì biết, nhưng mà do xe nó nhiều mình phải đi ráp lần mình mới biết được. Sau này anh có thể chuyển về quận 7 hoặc nhà bè anh làm được. Ờ, được. Em muốn sao thì anh cũng chịu hết đó. Trời ơi. Vậy mà ông kia cũng chậm đó. Anh là chưa có gia đình luôn. Chưa. Hồi đó giờ quen hai mối tình rồi, cũng chưa có kinh nghiệm gì yêu đương đâu. Có nắm tay con gái chưa? Chưa. Bây giờ mạnh dạn lên Thoại nè. Mạnh dạn lên nào. Em cũng lần đầu lên em cũng ngại nên em không có biết nói. Mình phải mạnh dạn lên đi. Bây giờ nhìn thẳng mắt của bạn gái coi. Giờ lương tháng này kia đủ lo cho vợ không? Đủ. Em làm một tháng thì được mười mấy triệu á. Mười mấy triệu đó thì có đưa hết cho vợ không?
Tiền ai giữ? Đâu, tiền phụ nữ giữ chứ. Tiền phụ nữ giữ chứ. Đó, được. Đâu, không có giữ đâu. Em nói với cô nói đi. Nói đi, tiền mốt, bố anh làm nhiêu tiền đưa cho em. Anh làm tiền bao nhiêu tiền anh đưa cho em hết á. Đúng. Bây giờ hỏi đây là khoảng chừng nào, hẹn chừng nào em đám cưới? Khoảng 1 năm. À, 1 năm cũng được. Dạ. Ôi, sớm hơn đi. Ê, khoảng 1 năm là 8 tháng cũng được, được không? Mình tìm hiểu thì mình thấy tình yêu nó đủ lớn á, thì mình tiến tới. Ừ. Hát bài tặng bạn gái đi. Biết bài nào hát bài đó? À, gì vậy? Do cũng viết bài em hát cũng luôn. Cũng đâu em không có. Được, được. Ủa, có viết giấy luôn hả? Giờ em viết cho anh. 2, 3. Chỉ có một ngày nó ngồi thành xe anh về thành quê đợi ruộng đồng sâu thấy bờ eo. Trời, ông viết mà ông đọc không được nữa. Ai viết vậy? Em viết á. Vì sao em đọc không được? Em viết thấu quá mẹ. Mày rung quá. Rung hả? Em rung, từng mày rung quá. Thôi giờ vậy, hát bài nào mình thuộc đi. Hát lớn cho bạn gái, nắm tay bạn gái nè. Bắt đầu. Phần là con gái chưa một lần yêu ai, nhưng vợ tương ấy mà sống như sông rồng đường dài. Cành nhà nhiều đơn bài em ngơ ngác sống trong ngọt ngào. Sao âm lượng nó càng ngày càng nhỏ là vậy? À, em vô này em dung trà, dung sẽ hát không được, không hát nữa. Nhưng mà em hát cao cơ còn được, nhưng mà em chung là bên đây rung quá. Rung quá hả? Ừ, rung quá em hát không được. Bây giờ tới bạn gái nè, đó, em muốn nói gì? Em không biết hát, em có một cái câu thơ. Rồi. Em chẳng hề mạnh mẽ chút nào đâu, bởi trái tim luôn yếu mềm ủy mị. Giàu lớn rồi vẫn như còn thơ bé, hay khóc cười tựa đứa trẻ lên ba. Em vẫn là cô bé thích mộng mơ, thích được vẽ với điều mình ước muốn, vô tư cười nói chẳng phải chọn lựa chi. Em làm thơ đó hả? Thấy câu thơ hay em. À, bài thơ đó vì sao em thích? Có phải là nó đang nói về một người con gái giống như em không? Dạ, kiểu như là cái tuổi thơ của em không có được á, không có cái tuổi thơ á chị. Hai bạn đây rất là hiền lành đó, phải nói rất là chất phác luôn á. Đi lập nghiệp từ ở Quy Nhơn vô đây, một bạn từ Sóc Trăng lên đây. Mình có nhiều bạn bè không? Dạ, em cũng ít bạn bè. Mình có nhiều bạn bè không? Không, không có luôn hả? Không có. Anh có đi nhậu không? Đâu đâu thì ít thôi, không có uống nhiều. Ít bạn bè đâu uống một hai ly thôi, ngủ thôi chứ đâu có uống nhiều đâu. Ngủ không hả? Cũng ít. Mà cũng hiền lắm. Bây giờ mình có thể tạo một cơ hội để gặp nhau, rồi tiến tới nó xa hơn nữa, được không? Dạ, thì lên đây cũng cái duyên thì cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Ừ, rồi, được không? Dạ, được. Thấy bạn gái dễ thương không? Dạ, thương. Thương hả? Dạ. Tim nãy giờ đập mạnh không? Không biết cô chồng hồi đứng rung luôn. Rồi thôi về ghế ngồi đi nào. Bây giờ mình thích mình bấm liền nha. Đây là một cô gái rất là yếu đuối, mong manh. Hai bạn mà quyết định đến với nhau, anh phải là cái người bảo vệ cho cô này rất là nhiều. Thật ra bạn trai này cũng rất là hiền lành luôn, rất là thật thà luôn á. Bây giờ chúng ta đưa ra quyết định của chính mình đi các bạn. 1. Hai. Ba. Chúc mừng. Cả hai đều bấm. Nào, chính thức ta đang hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Lê hy vọng là cái khoảng thời gian trước đây, những cái mà hai bạn không có được trọn vẹn, thì bây giờ hai bạn sẽ bù đắp được cho nhau những cái mà thiếu sót của nhau, để mà chúng ta xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Phải qua nhà bè thăm bạn gái nhiều nhiều một chút. Em thấy nắm tay bạn gái thấy thích không? Cố gắng tụi em chăm sóc cái tình duyên này cho nó lớn lên, cho nó đông đầy, và báo tin vui cho tụi anh nha. Chúc mừng hai em. Nụ hôn đầu tiên. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Đây là... nghề nghiệp hiện tại của mình là gì anh? Anh làm chuyên về nội thất em ạ. Năm nay anh bao nhiêu tuổi nhỉ? Anh sinh năm bao nhiêu ạ? Anh sinh năm 81. 81.
Anh có thể chia sẻ một chút nhiều hơn về bản thân, là ưu nhược điểm của bản thân mình là gì này? Mình có tài lẻ gì không? Thực ra tài lẻ thì anh cũng ít, còn nhược điểm của anh là tính anh sạch sẽ và cẩn thận, chỉnh chu. Sạch sẽ là nhược điểm của anh? Đến mức là nhược điểm luôn ạ? Không, ý anh nói là trong công việc hoặc về vấn đề nhà cửa hoặc là vấn đề sẽ cộng đi lại, kiểu như tính anh sạch sẽ, anh không muốn đi đâu cảm thấy không tự tin hoặc là không chỉnh chu ấy. Ok ạ. Thế thì còn về chuyện tình cảm của mình, anh chia sẻ một chút được không ạ? Chuyện tình cảm của anh thì anh cũng đã đổ ở cái đêm 3 năm rồi. Lý do vì sao mà mình anh chị chia tay ạ? Thực ra bọn anh khi chia tay thì cũng nói chẳng chả ai tin. Vấn đề kiểu do cuộc sống xã hội khiến con người ta nó thay đổi. Từ những việc thay đổi thì nó khiến cho vợ chồng có nhiều cái bất đồng sau nhiều năm chung sống. Thì bọn anh thì có định đi đến ly hôn. Sau chuyện ly hôn thì anh ba năm rồi đúng không ạ? Trong 3 năm đấy anh có tìm hiểu ai khác không? Thực ra trong quá trình đi làm và mối quan hệ thân thiết họ giới thiệu cho anh, sau cũng có gặp một vài đối tượng, khi nói chuyện cảm thấy nó không theo cái tính người bên gia đình hoặc là tổ chức được cái dân đảng, để thời gian đó quan tâm đến gia đình và cho con cái học anh cũng nghĩ đến chuyện đó. Thì sau 3 năm thì được con cái anh sống sao cảm thấy những năm tháng cũng có ý nghĩa. Họ và tên anh nói lại họ và tên giúp em được không ạ? Mấy con mình vẫn xa. Thế thì bây giờ mà con sao không thể chụp chặt lại tự thuật ạ? Anh có nghe rõ bọn em nói không ạ? Biên tập hỏi là anh hiện tại là có mấy bé á? Có mấy con ạ? Anh có hai đứa, một cháu trai đang học lớp 11, một cháu gái đang học lớp 8. Vậy thì mình bây giờ mình muốn tìm một nửa của mình rồi, thì cái yêu cầu của anh với cả cái bạn gái của mình là gì? Anh muốn hút bạn gái như thế nào? Để chia sẻ và đã từng có gia đình rồi thì sẽ hiểu vấn đề nhỏ hơn, còn vấn đề ngoại hình hay hình thức thì tôi nhìn một chút quan trọng cách suy nghĩ và giao tiếp. Ok là được. Nếu mà bạn nữ mà đã đáp ứng cái nhu cầu của mình nhưng mà bạn lại ở hơi xa một chút thì anh có yêu xa được không? Thực ra cái vấn đề xa hay gần thì cũng khó. Bây giờ nói thật là này, khi đã có tình yêu rồi thì hai người có thể xếp sắp ở một là tình đặc biệt, hai là nhà chồng. Quan trọng là đã đi thêm bước nữa thì con cái nó sẽ đông, thì vấn đề quan trọng đó là phát triển kinh tế. Nếu muốn phát triển kinh tế thì nó phải dựa trên cơ sở là thực sự có thật lòng với nhau hay không. Nếu không thật lòng với nhau thì cho dù có gần hay xa thì nó không phải vấn đề quan trọng. Anh nói thì không hiểu không? Rồi, câu hỏi nó hơi cá nhân một chút, là bây giờ nếu ví dụ có một bạn nữ mà cũng cùng hoàn cảnh hoàn mình thì đương nhiên là cũng sẽ có con cái này. Nếu mà bây giờ mình tiến xa hơn thì anh có tài chính của mình có đủ lo được cho cả hai bên như vậy không ạ? Thực ra cái này thì mình chưa ở trong hoàn cảnh ấy, mình chưa thể giảm chắc 100%, nhưng mình khẳng định là nếu mình cùng hoàn cảnh với mình thì mình lo được một phần nào đó nhất định, còn lại thì cả hai cùng phải cố gắng vì đông vì bạn bè rằng là cuộc sống một là một công việc, một khả năng kiếm tiền khác nhau, cho nên là cuộc sống đông con thì mình phải cùng nhau cố gắng không phải là cố gắng cho bản thân mình, nhất là cố gắng để gây dựng cái gia đình để nó có các con ăn học. Rồi ạ, có biên tập nào muốn đặt câu hỏi nữa không ạ? Dạ rồi anh ơi, nếu mà khi mà thở
ở ở Sài Gòn á là anh có thể sắp xếp bay vào để tham gia được đúng không ạ? Thực ra nếu như chương trình tổ chức sẽ còn mọi bạn nên đến trường trường sẽ thu xếp công việc bạn không vấn đề. Dạ. Cái vấn đề của mình là mình thích là những cái chương trình này mình thích được một người đi theo cái suy nghĩ và cái ý định của mình có cái chuyện xa gần mà mình quan trọng. Dạ rồi, coi như là anh có yêu cầu gì về tuổi tác của cái người bạn gái không anh? Tuổi tác thì thật ra mình cũng không thích trẻ quá, mình chỉ muốn là làm sao nó cũng ở cái trang lứa tuổi mà một lần nhiều hơn mình 5-7 tuổi hoặc ít hơn 5-7 tuổi chứ nó đừng để có sự chênh lệch. Thực ra muốn mình là đàn ông mình không sao, vì sợ là phụ nữ họ đi đâu họ có thể không tự tin mình khi đi với một người chồng của mình hoặc một người tình của mình trách nhiệm về tồn tại. Ồ dạ rồi, ok anh Sáng ha, thì đó là những cái thông tin bước đầu thôi. Còn nếu mà mình được chọn cũng như là có cái cô gái phù hợp á thì chương trình sẽ thông báo và làm nội dung kỹ hơn, nhiều hơn với anh nha. Em cho tôi có thể hỏi được không? Dạ rồi. Anh muốn tìm một người bạn gái có tính, chút cá tính hoặc là năng nổ ngoài xã hội một chút, chứ không muốn kiểu người mà kiểu cái cuộc sống an phận này. Dạ rồi, ok anh. Thì những cái này nó nằm trong những cái tiêu chí mà mình yêu cầu ở một người bạn gái, và sẽ có biên tập sẽ trao đổi về những cái tiêu chí này thêm ha, để mình có một cái người phù hợp nhất với anh ha. Rồi. Anh có xem qua chương trình của em, anh thấy một người này họ cũng đăng ký chương trình, khi bạn này hỏi nhiều câu hỏi về cái bạn nam của anh, bạn nam này không trả lời được và trả lời cũng không đúng theo ý của bạn ý. Anh rất muốn có số điện thoại của người đó, bọn em có thể kết nối hoặc xin làm sao cho anh có số điện thoại được không? Vì anh đã từng gọi điện đến trung tâm, tức là đến cái địa chỉ của bạn ấy làm, em hiểu không? Dạ anh ơi, thì là tất cả những cái này là thông tin cá nhân của nhân vật, cho nên là chương trình không thể nào mà cung cấp ra ngoài được anh nha. Rồi. Em để cho anh nói hết câu ấy thì em mới hiểu được. Tức là bạn ấy tham gia chương trình rồi, nhưng bạn ấy người bạn ấy không bấm chuông. Nhưng anh muốn xin lại cái thông tin ý, anh biết là cái này bọn em bảo mật, nhưng em muốn bọn em nói chuyện trước với họ. Nếu họ đồng ý thì bọn em cho anh số điện thoại, hoặc là họ đồng ý cho số điện thoại thì bọn em cho, chứ không phải là anh bảo bọn em cho anh. Tức là bọn em em hiểu ý anh rồi, nhưng mà cho em hỏi một chút là mục đích mình tham gia chương trình là mình muốn tìm một ai đấy thôi, hay là nhất quyết phải là người này? Anh có thực sự là muốn lên hình để mình tham gia chương trình là kết đôi với người phù hợp không, hay không, là mình em tham gia để mình hỏi số cô bạn kia? Em hỏi câu hỏi như thế này, thực sự anh là anh đăng ký cái chương trình này là anh muốn lên chương trình, chứ không phải là anh muốn lên chương trình để anh xin số điện thoại đó. Nhưng qua cái chương trình này, anh cái chương trình bọn em ấy, mỗi khi anh theo dõi, anh xem cái chương trình thì anh cảm thấy họ có nhiều cái suy nghĩ trong anh. Nếu mà em giúp được anh thì là cái tốt, không giúp được thì anh cũng vẫn tham gia chương trình, chứ không phải là không. Em hiểu ý anh không? Rồi ok, tụi em sẽ hiểu ý anh rồi ha. Và có thể là anh sẽ đưa ra cái cô bạn ở trong chương trình chẳng hạn như vậy, hoặc là anh mong muốn tìm kiếm một cái người giống như vậy chẳng hạn như vậy, thì đó là cái hình mẫu mình mong muốn. Thì là anh cứ trao đổi thêm ha, để thứ nhất là chỗ cô đó thì là chương trình đó mà liên lạc được hoặc là như thế nào thì là sẽ có những cái thông tin. Nhưng mà trước mắt thì là em nhận những cái thông tin này từ anh nha. Và sau đó nếu mà mình được chọn nha anh nha, tại vì ở đây là mình chỉ cast chung thôi, và sau đó là sẽ có cái danh sách những ai mà được chọn để vào vòng 2. Ở đây mình chỉ là vòng 1 thôi. Khi mà vào vòng 2 á thì là sẽ có biên tập trao đổi kỹ nhiều hơn nội dung với anh, cũng như là làm việc kỹ hơn về những cái hình mẫu anh mong muốn. Chẳng hạn như là anh thích cô gái ở tập 300 mấy của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, một cái cô kiểu như vậy, cái tính cách như thế, thì anh cứ trao đổi để chương trình cũng sẽ hình dung được cái gu bạn gái mà anh thích sẽ như thế nào. Thì như vậy thì nó rất là chi tiết và rất là dễ tìm cái người phù hợp cho mình ha. Thực ra là anh đăng ký chương trình này, anh rất thích lên chương trình, nhưng qua xem cái chương trình này anh thấy cái người này cũng nhiều cái suy nghĩ trong anh. Và từ những câu hỏi của người đó đặt ra cho bạn nam kia thì cũng là câu hỏi anh muốn đặt ra, và anh cũng rất thích là một người con gái nào cũng đã từng
từng trải qua những cái hoàn cảnh như anh, họ hỏi anh những câu hỏi ấy. Bởi vì anh cảm thấy họ có những câu hỏi rất là đúng như những người đã từng đổ vỡ, bởi vì vấn đề của những người đổ vỡ điều quan trọng nhất họ tìm được điều người cùng hoàn cảnh. Còn chuyện khó khăn về kinh tế hay khó khăn về đi lại đấy không phải là vấn đề chính, em hiểu không? Dạ rồi, ok, tụi em hiểu rồi anh ha. Cảm ơn anh Sáng đã tham gia cái buổi cast này hôm nay ha. Sau đây là tụi em sẽ còn cast rất là nhiều người nữa. Cho nên là nếu mà có cái thông tin anh được chọn này kia thì là chương trình sẽ thông báo cho anh biết sớm nha. Anh, cảm ơn bọn em và cảm ơn chương trình đã dành thời gian ngồi phỏng vấn anh. Dạ rồi, em cảm ơn anh Sáng, chào anh ạ. Dạ, em bấm nút rồi khỏi cuộc gọi giúp em nha. Ok. Dạ rồi, em chào anh ạ. À.